Trung tâm y tế huyện Ân Thi hiện đang tiếp nhận cách ly theo dõi sức khỏe 5 du học sinh người Việt Nam trở về từ thành phố Daegu, ổ dịch Covid-19 tại Hàn Quốc. Vào ngày 24 tháng 2, Trung tâm y tế huyện Ân Thi đã thực hiện tiếp nhận nhóm du học sinh trở về từ Hàn Quốc và nhanh chóng thăm khám, cách ly theo đúng quy định của Bộ Y tế. Sáng ngày 25 tháng 2, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đã lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 26 tháng 2 có kết quả âm tính cả 5 trường hợp trên. Các cháu nó bắt đầu từ sân bay xuống là về trong cái về huyện là trực cái... tiếp là cách ly các cháu luôn. Các cháu ở đây là tôi rất an tâm. Ví dụ như cháu nó có làm sao thì cũng ở đây là gần gặn với bác sĩ. Hiện năm du học sinh đang được Trung tâm y tế huyện ân thi theo dõi đều có sức khỏe bình thường, không có dấu hiệu sốt, ho, khó thở của dịch bệnh COVID-19. Các du học sinh đều chấp hành tốt các yêu cầu cách ly của bệnh viện cũng như tuân thủ tốt các biện pháp phòng bệnh an toàn.